thực ra nhắc đến Bảo Cun thì người ta vẫn nói thiên về cái kiểu underground nhiều hơn á. Em có buồn vì điều đấy không? Bảo Cun không hề buồn vì điều đó. Nếu mà mọi người có cảm giác trong những năm gần đây thì những hiện tượng underground đã bắt đầu xuất hiện, và những anh em rap, rồi những anh em mà đã chơi under từ rất là lâu thì họ đã bắt đầu dần dần được mọi người biết đến. Thì điều đó là một điều mà khiến cho mình cảm thấy tự hào, chứ tại sao mình lại được buồn chứ. Nhưng mà đấy là bây giờ thôi, thời điểm bây giờ khi mà mọi người được chú ý nhiều hơn về rap, về underground á. Nhưng mà trước đây á, thì bản thân em đi làm nghề đã 10 năm rồi, thì nó có lúc nào em khiến em bị cảm thấy chạnh lòng không? Đương nhiên thì trong cái công việc của mình thì nó có rất là nhiều lúc khiến cho mình bị chạnh lòng. Và có những cái lời nói, có những lời nhận xét mà khi mà đến tay mình nghe thì mình cảm thấy mình buồn. Nhưng mà cái điều mà Bảo Quân cảm thấy, cái điều mà Bảo Quân luôn tự nhắc mình đó, là mình cứ làm với hết những cái khả năng và những cái niềm đam mê và sự yêu thích của mình. Bởi vì đó là cái công việc mà mình đã lựa chọn rồi, thì mình phải hết mình với nó. Một khi mà mình hết mình với nó thì chắc chắn là tổ sẽ thương và sẽ không để cho mình phụ lòng đâu. Sắp tới cá nhân em có kế hoạch gì không? Cá nhân của Bảo Quân thì có rất là nhiều kế hoạch trong năm sau. Nguyên một năm nay thì Bảo Quân dành để tham gia những cái show truyền hình, show dài tập của bên công ty truyền thông Khang. Và kết thúc năm nay thì một trang mới cũng đã mở ra cho mình, và những cơ hội mới cũng như là những cái nghề nghiệp mới, ví dụ như là MC chẳng hạn, mở ra cho mình. Và trong năm sau thì Bảo Quân sẽ tiếp tục quay trở lại với lại con đường ca hát, đó là ra bài, ra sản phẩm. Bảo Quân đã chuẩn bị trong vòng một năm nay với những sản phẩm này của mình. Hy vọng là khi mà Bảo Quân ra sản phẩm thì mọi người sẽ đón nhận cách tích cực.